Xây dựng một kênh YouTube hiệu quả không chỉ đơn thuần là đăng video, mà còn đòi hỏi một chiến lược rõ ràng và kiên trì. Đầu tiên, việc lập kế hoạch nội dung là vô cùng quan trọng. Bạn cần xác định rõ đối tượng khán giả mà mình muốn hướng tới. Trong đó, việc hiểu rõ về tuổi tác, sở thích và nhu cầu của khán giả sẽ giúp bạn hướng nội dung đến những người có khả năng quan tâm đến video của bạn. Tiếp theo, chọn ngách là bước quyết định trong việc phát triển kênh. Hãy lựa chọn một chủ đề mà bạn đam mê và có kiến thức sâu về nó. Từ đó bạn có thể tạo ra những video giá trị. Đồng thời, lên kế hoạch cho nội dung dài hạn, thiết lập lịch phát video và đảm bảo sự đa dạng trong các chủ đề để thu hút và giữ chân khán giả. Khi bạn đã lên kế hoạch cho nội dung, việc tạo video chất lượng là bước tiếp theo. Đảm bảo rằng chất lượng hình ảnh và âm thanh của video được tối ưu hóa. Đầu tư vào thiết bị tốt nếu cần thiết. Bên cạnh đó, tiêu đề và hình thù nhỏ của video cần phải hấp dẫn, dễ hiểu để gây sự tò mò cho người xem. Cả phần mở đầu và kết thúc của video nên để lại ấn tượng mạnh mẽ và kêu gọi hành động từ người xem. Một bước quan trọng khác là tối ưu hóa SEO YouTube. Tìm kiếm và sử dụng các từ khóa liên quan đến chủ đề để cải thiện khả năng xuất hiện của video. Viết mô tả video chi tiết, đầy đủ thông tin và chữa từ khóa chính cũng là yếu tố then chốt. The video là cách để YouTube phân loại và đề xuất nội dung của bạn đến nhiều người xem hơn. Không thể thiếu việc thường xuyên đăng video và áp dụng lịch trình cụ thể. Điều này sẽ giúp khán giả hình thành thói quen theo dõi kênh của bạn. Hãy đa dạng hóa nội dung, thử nghiệm nhiều ý tưởng khác nhau từ vlog đến video hướng dẫn hay phản hồi ý kiến để tạo sự phong phú cho kênh. Cuối cùng, tích cực tương tác với khán giả là chìa khóa để xây dựng cộng đồng. Phản hồi bình luận là cách tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ với người xem. Qqueen khuyến khích hội đăng ký kênh chia sẻ video trên các nền tảng mạng xã hội để mở rộng tam với của kênh là những chiến lược hiệu quả. Sử dụng YouTube Analytics để phân tích và liên tục cải thiện nội dung cũng như chiến lược phát triển là vô cùng cần thiết.